Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Apple Channel. Mình là Hùng Review đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ lên cho anh em một quả deal. Và mình tin chắc rằng đây sẽ là một deal rất thơm cho những anh em nào mà kiểu đang cần nó. Còn những anh em nào mà kiểu lần đầu tiên mà xem review, thấy một con sạc từ phòng mà bán 1.000.000 mà kêu đắt ấy, thì mình nghĩ rằng đây không phải là một sản phẩm phù hợp cho các bạn. Tại vì sao ạ? Tại vì các bạn không có nhu cầu sử dụng đến sản phẩm này. Còn nếu như anh em đã có nhu cầu rồi thì mình tin rằng anh em đã tham khảo đủ các dòng sản phẩm, đủ các loại sản phẩm, và đây là một cái deal không thể nào ngon hơn được. Zowei, cái con này có tên mã là JP316 và thị trường đang bán con này khoảng tầm là 2 củ khoai. Nhưng mà nếu anh em mua thông qua video này thì anh em chỉ cần bỏ ra mức giá khoảng tầm là 1.600.000 hơn mà thôi. Và phải nói rằng là với 1.600.000 anh em bỏ ra, đây là một trong những con sạc từ phòng rất xứng đáng đồng tiền bát gạo đó. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau review về em này nhé. Và trước khi bắt đầu video, nếu anh em nào quan tâm về sản phẩm này thì đường link sẽ để ngay phần mô tả và bình luận của video này. Anh em nhớ bấm vào đến với cái Shopee Cam Store nhé. Ok. Đầu tiên thì Zowei là một thương hiệu khá nổi tiếng về lĩnh vực là phụ kiện rồi. Sạc dự phòng này, tai nghe này, hoặc là cáp sạc thì Zowei cũng làm. Và đây là một sản phẩm cao cấp của hãng. Các bạn sẽ có logo của Zowei, hình ảnh sản phẩm này. Và cái quan trọng nhất của sản phẩm này đó là 27.000 mAh, và nó sẽ hỗ trợ 140W tốc độ sạc nhanh. Phải nói rằng là rất ấn tượng với cái thông số này luôn. Ngoài ra thì với con này này, nó hỗ trợ luôn công nghệ là PD 3.1. Nó có màn hình TFT, có thể mang được lên máy bay, và có đầy đủ cổng kết nối, và có thể sạc được luôn cả MacBook. Đấy, còn trong hộp của nó nhé, có luôn cả cáp sạc 140W tặng kèm luôn, quá xịn sò. Rồi bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra để xem là bên trong hộp con Zowei này thì nó có cái gì. Rồi, đóng hộp thì mình thấy khá xịn sò nhá. Con này thì mình đã mua, mình đã dùng được khoảng tầm 2 tuần nay rồi. Thiết kế của nó rất đẹp. Thiết kế của nó mình đảm bảo các bạn luôn là cực kỳ đẹp. Đó. Và ngoài ra thì ở ngay bên dưới này, đó, các bạn sẽ có ở đây là một sợi cáp của Zowei, sợi cáp data C2C, công suất là 140W. Ngoài ra nhé, các bạn đừng quên ở đây chúng ta vẫn có một cái túi nhung. Đó, với cái túi này thì nó sẽ giúp bảo quản một con sạc dự phòng đẹp và xịn sò. Nó sẽ là kiểu bền bỉ hơn. Đấy, đút vừa khít 100% luôn. Đấy, anh em thấy không ạ? Quả này mà kiểu bỏ vào túi đeo chéo, ba lô các thứ thì cũng không lo chảy xước. Rồi, còn nói về con Zowei thì con sạc dự phòng này nó có gì thú vị? Đây là một con sạc dự phòng ở cái phân khúc là cao cấp ấy các bạn ạ. Về phần hoàn thiện này, vân lẫn tốc độ sạc thì con Zowei này nó phải tương đương với những con sạc dự phòng có mức giá gấp đôi, thậm chí là gấp ba nó. Về phần bên ngoài nhé, Zowei nó được làm từ chất liệu là nhôm nguyên khối, sờ rất là sướng tay, cảm giác cầm nắm rất nặng và đầm chắc. Nói chung là con này hoàn thiện ở phần bên ngoài thì mình đánh giá rất tốt nhé, kể cả cái phần nhựa ở phía trên này, đó, phần đít ở phía dưới của nó này đều hoàn thiện rất là ngon. Phần nhựa phía trên thì nó sẽ là chất liệu nhựa sần và có những cái đường kẻ. Chúng ta sẽ có ở đây là hai cổng kết nối, cổng Type-C 140W và cổng USB là 22.5W anh em nhé. Một cái tiêu chuẩn rất chung ở trên những con sạc dự phòng giá rẻ rồi. Còn về cái phần bên dưới thì các bạn sẽ có ở đây là nguyên một cái đế silicone. Và với cái đế này này, khi các bạn để nó trên mặt bàn như thế này, đó, thì nó sẽ cực kỳ chắc chắn và nó không có bị lung lay, nó không bị kiểu nhúc nhích đó. Và với con này nhá, mình thấy rằng nó còn hay đến cái nỗi mà ở phía sau này nó cũng có những cái fit cao su. Với những cái fit cao su này, khi các bạn để trên mặt bàn mà sạc cho MacBook, sạc cho điện thoại thì quá hợp lý, không lo trầy sạc từ phòng và cũng không lo là nó chạy đâu được. Rồi, chưa kể nhá, Zowei nó còn trang bị vào đây là một cái màn hình TFT hiển thị được khá đầy đủ thông tin từ gì ạ? Phần trăm pin của sạc từ phòng này, rồi các cổng input output của từng cổng này. Có luôn cả một cái USB A, USB C hoặc là C1, C2 thì đều có thông báo hết ở đây. Ngoài ra khi bạn ấn vào này, chúng ta có thể xem được cái phần trăm pin còn lại này. Đó, và cái chu kỳ sạc thì con này mình đã sạc khoảng tầm là 2 lần. Nói chung là con này mình khá ít dùng, mình chủ yếu để sạc cho điện thoại hoặc là MacBook của chính. Và ngoài ra nhé, chúng ta có thể điều chỉnh được cái màn hình này là 30 giây hoặc là always on, tức là màn hình luôn bật. Đấy, và cái quan trọng nhất của con này đó chính là về cái loại pin bên trong. Thì con này nó sử dụng pin là Li-ion, là pin cell các bạn ạ. Do con này giá trị cao quá nên mình không dám khui. Nhưng mà mình anh em yên tâm đi, là theo một số thông tin mà mình tìm hiểu được ấy, thì nhà máy sản xuất cái viên pin Zowei này
nó là đơn vị sản xuất cái viên pin Anker 737 này luôn, nên anh em hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của loại pin bên trong. Nói chung là đã có mức giá 1 triệu mấy thì cái vấn đề đấy em không cần quan tâm. Chu kỳ sạc xả của những viên pin Li-ion ấy thì nó sẽ trâu bò hơn rất nhiều so với lại cái viên pin LiPo nhé. Và anh em hãy kiểm tra vào đây này, mình có sử dụng một cái USB của PowerZ. Rồi, mình sẽ test cho các bạn xem về cái phần là các cái tiêu chuẩn sạc và cũng như là con này thì nó sẽ hỗ trợ những cái công nghệ sạc gì. Ok nhá, test bằng cái USB PowerZ KM003C. Đó, và con này thì nó sẽ hỗ trợ cực kỳ nhiều cái tiêu chuẩn sạc luôn. Và thực tế thì một chút nữa mình sẽ cắm vào máy để test luôn cho các bạn xem. Rồi, các bạn thấy này, là con này hỗ trợ 5 cái tiêu chuẩn sạc phổ biến FCP, SCP, AFC, QuickCharge 3. Và QuickCharge 3 con này lên tận là 20V. Và ngoài ra cái quan trọng nhất ở đây, nó hỗ trợ là gì ạ? PD 3.1 140W và nó hỗ trợ được tối đa là 20V và 5A, và cũng như 15V 3A này, 12V 3A này, 9V 3A này. Ngoài ra một điều nữa là con này nó hỗ trợ PPS, là PPS 3.3V đến 21V 5A, tức là cái PPS của con này cũng là trên 100W luôn. Và anh em có thể check cái phần đấy dưới này, có thể hỗ trợ tối đa là 140W AVS. Được chưa? Nên như vậy là con này hỗ trợ có thể gọi là sẵn sàng sạc được cho tất cả những thiết bị như kiểu là MacBook Pro 16 inch, MacBook Pro 14, MacBook Pro 13, 15, hoặc là những dòng laptop Windows Ultrabook mà sử dụng cổng C Thunderbolt để sạc ấy, thì con này có thể chơi được hết. Đó là với công nghệ sạc mà như thế này, nó tiêu chuẩn sạc nó hỗ trợ đầy đủ như thế này thì anh em yên tâm. Và thực tế thì mình cũng đã test thử sạc rồi, thì mình không có sử dụng MacBook đời cao, mình chỉ dùng là con E M2 của mình thôi, thì con này sạc cho E M2 một cách ngon lành. Và với cái dung lượng pin của cái con Zowei này là 97Wh thì có thể sạc được khoảng tầm 1,5 lần cho con E M2 của mình. Đó, và anh em xem giúp mình này, khi mà chúng ta cắm vào MacBook ấy thì nó cũng sẽ hiển thị được luôn cả cái phần trăm pin đang sạc. Tại vì cơ bản mọi người thấy này, là con MacBook của mình thì nó cũng là 70 mấy% pin rồi, nên là nó không ăn quá nhiều điện. Chứ còn nếu như MacBook của mình là dưới 50% pin ấy thì nó đẩy lên full là 66W luôn. Và nó không dừng lại ở mức là nó sạc được cho MacBook, mà với con này, nếu như anh em muốn dùng nó để sạc cho những thiết bị ví dụ như là iPhone hoặc là Samsung cùng lúc ấy thì nó cũng sẽ hỗ trợ luôn. Và khi mà chúng ta sạc một cổng thì nó là 140W, khi mà chúng ta sạc hai cổng này thì mỗi thằng là 70, tức là đồng thời các bạn sạc được hai con laptop, hoặc đồng thời các bạn có thể vừa sạc nhanh cho MacBook mà vừa sạc nhanh được cho điện thoại cùng lúc. Và kể cả là con điện thoại như là Samsung Galaxy S23 Ultra đang có trên tay mình, 22 Ultra chứ, nó vẫn tích được lên là sạc siêu nhanh 2.0, các bạn xem lại giúp mình nhé. Nhưng mà quan trọng nhất là con này nó chuyển điện rất thông minh và nó không bị tắt sạc trong quá trình mà chúng ta chuyển điện. Anh em thấy không ạ? Siêu nhanh 2.0 này. Và con laptop của mình, cái con mà MacBook E M2 của mình, mặc dù là mình rút ra mình cắm vào nhưng mà con MacBook của mình nó không bị tắt. Nó không giống như là trên những củ sạc gan, khi mà chúng ta cắm vào thì nó bắt đầu mất 1-2 giây để nó chuyển, hoặc là nhấp nháy 2-3 lần. Con này không luôn nha. Và với con Samsung của mình thì nó sẽ nhận là siêu nhanh 2.0. Tuy nhiên thì tùy điều kiện nó sẽ là có cái tốc độ sạc vào khác nhau nhé. Thời gian mà nó sạc kiểu 45W nhanh nhất thì chắc loanh quanh đâu khoảng tầm là 10-20% pin đầu. Còn bây giờ con này 42% pin rồi thì nó đang nhận khoảng tầm là 30W. Nếu mà bây giờ anh em cắm vào một cổng USB thì cái cổng USB đấy nó vẫn có thể sạc nhanh. Đấy. Và việc là nó sạc được cho MacBook này, việc nó sạc được cho Samsung, thì với những dòng kể cả là iPhone đời mới đấy thì các bạn cũng có thể là cắm sạc trên em này một cách ngon lành. 15, 15 Pro, 15 Pro Max, vân vân, vẫn có thể cân được hết với em sạc dự phòng này. Còn nói về cái dung lượng sau chuyển đổi thì với em sạc dự phòng Zowei nó có dung lượng là 27.000 mAh ở 3.7V, và cái con số watt giờ của nó là 97 watt giờ. Anh em có thể thấy ở đây này, và với con số 97 watt giờ nhé, các bạn có thể mang lên máy bay một cách thoải mái. Tại vì với những viên pin sạc dự phòng dưới 100W thì chúng ta sẽ không bị giới hạn khi mà mang lên máy bay, và các bạn có thể mang ở bất cứ hãng hàng không nào cũng được. Còn với những viên pin mà kiểu 110 như kiểu 30.000 mAh ấy, thì không thể mang lên máy bay được nha các bạn. Rồi, đó, còn đây là những cái thông số về cái cổng input output của nó thì các bạn xem giúp mình. Ngoài ra thì cái thứ mà các bạn quan tâm nhất đó là cái rate capacity. Con này nhà sản xuất đã công bố ở đây là rate capacity 16.200, thì mình thấy rằng nó khá là đúng. Và với cái rate capacity như thế này thì mình có thể sạc được cho con Samsung Galaxy S22 của mình đâu đó khoảng tầm là 4,5 đến 5 lần. Mình có thể sạc được cho con iPhone 13 đâu đó khoảng tầm là 5 lần. Và mình có thể sạc được cho iPhone 15 Pro Max
được khoảng tầm gần 4 lần. Còn đại đa số những con điện thoại Android nhé, thì con này nó có thể sạc được loanh quanh đâu đó khoảng tầm là hơn 3 lần, gần 4 lần các bạn ạ. Nói chung là như vậy là một cái dung lượng pin mà mình thấy cũng quá đủ để chúng ta có thể là sạc nó trên máy bay, để chúng ta có thể mang cái thiết bị này đi du lịch chẳng hạn. Và về cơ bản là con này mình mua nha các bạn, con này là mình mua, mình phục vụ cho cái nhu cầu là sử dụng ở những chuyến hành trình dài như kiểu đi xe khách này, rồi chúng ta đi phượt xa chẳng hạn, mà muốn sạc cho laptop, mà muốn sạc cho điện thoại, một cái dung lượng vừa đủ trâu, một cái dung lượng nó vừa đủ đa năng, tại vì cao quá thì không thể máy bay được, còn thấp quá thì nó lại không đủ, thì mình thấy rằng với dung lượng 27.000 là cái dung lượng cao nhất mà các bạn có thể tìm thấy được ở trên một con sạc dự phòng có thể mang lên máy bay. Còn đại đa số những con sạc các bạn thấy ấy, nó chỉ có dung lượng khoảng tầm 24-25.000 là hết rồi. Đó, thì mình thấy con này nó khá tối ưu. Và quan trọng nhất này là cái thời gian sạc đầy của con này nó cực kỳ nhanh. Mọi người hiểu rằng là nó có output đầu ra 140W, input đồng thời cũng là 140W luôn. Nếu các bạn dùng những củ sạc đó là 120, 140W để sạc cho con này, mọi người nhớ nhé, con này nó chủ yếu sử dụng cái tiêu chuẩn PD và PPS là chính. Nếu anh em sử dụng củ sạc của Xiaomi hoặc kiểu như thế, hoặc là Oppo thì nó không dùng được đâu. Đó, anh em dùng mà củ PD hoặc củ PPS hơn 100W thì con này chỉ khoảng tầm là 1 tiếng 10 phút sạc đầy. Anh em dùng cái củ sạc 65W PD thì con này cũng chỉ khoảng tầm 1 tiếng 30 phút là sạc đầy mà thôi. Phải nói rằng nó quá nhanh, kiểu cái thời gian chúng ta transit ở sân bay, cái thời gian mà chúng ta ngồi phòng chờ sân bay chẳng hạn, chúng ta lấy cái củ sạc MacBook cũng có thể sạc đầy được cho em pin sạc dự phòng này rồi. Nó không mất quá nhiều thời gian của chúng ta. Trong khi đó với những cục sạc 20.000 khác, 25.000 khác, 30.000 khác, các bạn mất ít nhất là 6-7 tiếng mới có thể sạc đầy được. Còn con này, thời gian của nó chỉ là 1/5. Quá ấn tượng. Rồi, nếu anh em nào cần sản phẩm này và mua nó để phục vụ trong những chuyến hành trình kiểu vừa đi du lịch, kết hợp làm việc, mang theo cả MacBook, điện thoại, tablet, iPad, iPhone các thứ, thì đây là một sản phẩm có một cái mức giá rất tốt. Tại vì cơ bản là shop của mình ấy bán rẻ hơn so với những shop khác ít nhất là từ 3-400 ngàn. 3-400 ngàn đó anh em có thể mua thêm cáp sạc, củ sạc vân vân. Nó quan trọng này, dung lượng của nó là trâu, công suất sạc ấy thì cực kỳ chuẩn, 140W. Đó, sạc được cho tất cả các dòng MacBook, iPhone, iPad, kể cả Samsung 45W nó có thể chơi được tất. Nó mỗi tội là con này nếu như anh em sạc cho những dòng điện thoại không tương thích thì nó chỉ được khoảng tầm 20-30W thôi. Như kiểu là sạc cho mấy con Xiaomi thì nó lên được khoảng tầm 30-40W. Nó sạc cho mấy con Oppo các thứ thì nó chỉ lên đặt sạc PD 10-20W, 30W là càng lắm rồi. Nên là chỉ tối ưu nhất dành cho những anh em nào sử dụng Samsung, iPhone và MacBook là chính, hoặc là những con laptop Windows. Anh em nghĩ sao về con Huawei 27.000 mAh này? Đừng quên comment để lại cái nhận xét nhé. Còn đối với cá nhân mình thì con này rất xứng đáng. Ok, bye bye anh em.